Xin chào mọi người. Hôm nay Sài Gòn vào một ngày nắng đẹp và trời không khí cũng rất là nóng. Chúng ta cùng nhau đi dạo tại một khu vực Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt chúng ta là nhánh sông của Sài Gòn, là một điểm giao thông sông nước nối liền các tỉnh miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây từng là một vùng sâu yên bình và rất phong phú về hệ sinh thái. Nhưng gần đây thì đã xuất hiện một số người đánh bắt cá trên sông. Ngoài việc đánh bắt cá truyền thống thì họ lại dùng các phương tiện để sát hại môi sinh. Đây như hình ảnh chúng ta thấy là một là trong những cái sát thủ vùng sông nước. Họ đã dùng những cái thiết bị tự chế bằng máy xung điện để tiêu diệt hệ sinh thái. Và mục đích của họ là bắt những con cá, những động vật ở đây. Nhưng mà những cái hành động của họ đã hủy hoại cái môi sinh cũng như sự cân bằng sinh thái của vùng sông nước. Với các thiết bị mà bằng xung điện thế này thì các cá lớn sẽ được bắt và những con cá nhỏ thì họ sẽ không bắt. Và theo như thông tin thì những động vật được bị những cái nguồn điện như thế này thì chúng sẽ không còn khả năng sinh sản và có thể sẽ chết đi và sẽ chậm phát triển. Như chúng ta đã thấy, ngoài các sát thủ trên sông thì người dân ven bờ cũng tham gia vào việc đánh bắt cá ở đây. Việc khó khăn trong đời sống thì họ đã phải đánh bắt cá trên sông là cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên, dùng những cái thiết bị để hủy hoại môi sinh là một cái việc rất là đáng trách. Và người dân thì cũng tiếp tay cho việc mua lại các loại tôm cá của họ, tạo ra một nhu cầu rất là lớn. Cho nên thì họ vẫn tiếp tục hành nghề và bất chấp vi phạm pháp luật. Theo những chia sẻ của người dân sinh sống ở đây thì các nguồn tôm cá chủ yếu là được người dân phóng sinh vào những ngày rằm trong năm. Chúng ta thể theo chân của bác này xem các chú cá này có những cái kết như thế nào nhé. Sau khi bị chúng ta phát hiện thì sự thật đã tăng ga và chạy mất dạng. Thường thì các sát thủ vùng sông nước sử dụng các vỏ lãi có máy công suất rất là lớn, cho nên những ghe thông thường thì không thể nào đuổi kịp chúng. Đây là cuộc sống thanh bình của vùng ven sông thuộc huyện Bình Chánh. Và ở đây thì có một không gian rất là mát, rất là thoáng. Và đâu đó thì có các chú đi câu cá ven sông. Họ đến đây để thường đến đây để câu cá giải trí. Với những cái mô hình câu giải trí như này thì khá lành mạnh và không ảnh hưởng gì đến môi sinh. Đây cũng là một điểm khá thú vị cho chúng ta đi đến vào những ngày hè nóng nực. Mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị ở đây. Nhịp sống Sài Gòn xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.